Đây là một cái cây để dành cho những cái người mà bị tiểu đường á. Đây là cây thuốc thuốc chắc thuốc nam, mình cũng không gần lắm. Mình quay lại cho mọi người thôi, ai thấy thì có thể dùng được thì dùng. Cái cây nó khi mà nó có bông thì nó bông như vậy. Bông nó sẽ như vậy này. Còn trái nó thì dài dài như vậy nè. Lá nó thì lá lá nó còn tươi thì như vậy. Mà khi mà nó xanh thì nó vậy nè. Này quay lên để chia sẻ cho mọi người thôi, ai thấy được thì xem, có dùng được thì dùng. Đây là dành cho những người bị tiểu đường nha. Ba vợ mình thì bị, nhưng mà uống cây này được mấy hôm thì đường giảm rất là nhiều, nói chung là hiệu quả rất là tốt. Thì bây giờ mình quay lên mình chia sẻ ra cho mọi người, ai thấy được thì dùng, còn không dùng thì share ra cho những người khác để người ta có thể dùng được. Rồi, ok, bye bye.